Chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu cái máy cưa trượt của Ojito Honda 210. Trượt 210 nhá, hàng mới về. Nói chung là hàng vừa mới về, hàng chưa có vệ sinh. Cái lưỡi của nó là 210 trượt. Điện 220, hàng nội địa Úc. Cái độ danh trượt của nó là được 32. Cái mã của máy này SCMS 1621. Cái vòng tua của nó 5.000 vòng trên phút. Công suất của nó là 1.800. Điện 230-240. Cưa chuột Ojito. Bác nào cần thì liên hệ nha.